Rồi mình xem Phu Xí sao nào. À, sẽ xem chưa này. Ali nào, Ali nhá, sẽ hỏi một số từ trước nào. Mùa là gì nhỉ? À, Chi chía chi chiến đúng không? Bạn thích mùa nào sẽ nói là gì? nhì sĩ quan Ừ, sớm lý là sĩ chi quan à, chía sự bất chi chiế đúng không, hoặc lý sĩ quan nặng bất chi chiế cũng được đúng không, hoặc là gì, Việt Nam một năm có bốn mùa chẳng có chưa. yên nắng Ừ. y nhiễm ạch dậu y nhiễm Sư cơ sơ cơ chi chía à, về Việt Nam y nén hiểu sư cơ chi chiến đúng không. Mùa xuân nào, mùa xuân là gì ạ, xuân chiêm ở xuân chiế đúng không. Ừ, xuân chiế. Mùa thu nào, chiêu à, chiêm thiên nhé, à, chiêu thiên đúng không. Ừ, mùa hè, cha thiên à, sa thiên. Mùa đông nào, tung à, thiên tung thiên đúng không. Ví dụ nói là tôi thích nhất là mùa hè sẽ nói như nào. ủa sĩ quan Ừ. của tuy sĩ Của quan trây, à, của trây sĩ quan, sa thiên à, sa thiên đúng không. Hoặc là gì, tôi không thích mùa đông vì thời tiết rất lạnh nào. của khu sĩ quan tung thiên in way thiên chi hấn lỏng À, tôi in way thiên chi khấn lỏng đúng không. Ừ, nhá. Rồi tiếp nào, hoặc là gì đây ạ, tôi thích mùa xuân vì thời tiết ấm áp nào. của sĩ quan chân thiên Nhân. Ừ. in way thiên chi ngã khua Ừ, khấn loạn khua đúng không. Ừ, in way thiên chi khấn loạn khua được chưa. Tiếp nào, ví dụ nói là gì nữa đây ạ, trời nắng nào, trời nắng là gì. chính thiên À, chính thiên đúng không? Dự báo thời tiết nào? thiên chi vi bao À, nghe dự báo thời tiết nói là ngày mai trời nắng. thiên thiên chi bao Ừ. chua Minh thiên. chính thiên chính thiên À, minh thiên sẽ chính thiên đúng không? Đó, à, chén nào, trời âm u là gì ạ? yên thiên ạ À, in thiên đúng không? Ừ. À, ví dụ nói là gì đây, nghe nói là một lát nữa trời sẽ mưa nào, nghe nói một lát nữa trời sẽ mưa. thiên chua Một lát nữa mình có thể biểu đạt như nào, tổng ý khuây đấy hay là tổng ý tầng ý xa đấy. Ừ, nhá. tầng À, ý khuây trưa. Ừ, tổng ý thiên khuây chi mưa là treo sao nghỉ, đọc là sao ô nghỉ. À, sao thì nghỉ. Ừ. Bạn ra ngoài thì mang theo áo mưa đi, sẽ nói như nào, bạn ra ngoài mang theo áo. nỉ thì chu lái Vì dẫn tang gì vĩ y phú y. vĩ Ừ, vĩ y. vĩ ba Ừ, rồi tôi chưa từng nhìn thấy tuyết, rất là muốn đi xem, mình sẽ nói như nào. của mấy Nhìn mấy thấy là khu gì, à, chen cua, của à, nhập trên cua đấy. của trên Ừ, của trên chen cua can xe sẻ tuyết rơi là gì nhỉ, sa sủi đúng xe không. sẻ Ừ. Của mấy chen cua sa sủi, rất muốn đi xem, thế là gì, hấn khấn khấn xẻng can xẻng. Ừ, hấn xẻng chi truy than than đúng không. Ừ, hấn xẻng can truy than than được chưa. Xin nghỉ nào, xin nghỉ là gì ạ. chỉnh tre Ừ, chỉnh cha đúng không. Ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày sẽ nói như nào. Minh thiên của chỉnh ý ý À, Minh cương thiên của sáng chỉnh gì, y thiên. thiên Ừ, y thiên cha đúng không. Ừ, nhá. À, y thiên cha. À, hay là gì đây, bạn xin nghỉ mấy ngày nào, sẽ hỏi như nào. nía chỉnh cha chỉ thiên À, nghỉ chính gì, chỉ gì, chỉ thiên chính cha. chỉnh cha. À, nhá, nghỉ chính chỉ thiên cha đúng không. Ừ, chính chỉ thiên cha được chưa. Tiếp nào, hay là gì đây, tiểu lan bị ốm nào, từ từ bị ốm là gì. Tiểu Lan Khan Pinh, à Sơn Pinh. À, sung tinh đúng không? Ừ. Nào, nghe nói Tiểu Lan ốm và xin nghỉ một ngày sẽ nói là gì? Sơn Pinh tha chỉnh y thiên cha. Ừ nhá, thiên xua sở lán sông pin đúng không, tha sáng chỉ y thiên cha được chưa. Rồi ok. Đó, tiếp theo nào, chúng ta có từ gì nữa đây ạ. À, bạn khác nào, a à, húng nào, hồng, bệnh viện là gì. Viện y Ờ, viện y院đúng không. Ừ, y院. Nằm viện nào, nằm viện chúng ta có từ gì ạ. nằm Nằm là như kiểu sống ấy, ý là sống ở trong viện đấy. chu Ở chu院đúng rồi, chu院nhá. Thì xuất viện nào, xuất viện sẽ là gì ạ. chu
chu đúng không? Bật hơi lên chu yuan, à chu yuan chưa? Yeah. Ừ rồi, nào ví dụ hỏi là đây cách bệnh viện có xa không đúng không? Ở đây cách bệnh viện có xa không? Chưa lý y doanh mà. À tôi chưa lý y yuan yuan mang đúng không? Ừ, đấy như vậy chúng ta có từ bệnh viện ạ. Khám bệnh nào, khám bệnh có thể dùng từ gì ạ? Khám bệnh. Ừ, khan ping hoặc có thể từ dùng từ gì nữa? Khám y sinh. À, khan y sinh đúng rồi nhá. À, ví dụ nói là tôi cảm thấy sức khỏe không được tốt lắm đúng không? Tôi muốn đi bệnh viện khám nào. Của thai phụ phú Ừ. sáng khi y viện khan y sinh. Ừ, đó. Kiểm tra nào, kiểm tra là cái gì nhỉ? Kiểm tra. Ừ, kiểm tra đúng không? Cứ 6 tháng thì bạn hay là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe một lần nào? Mấy liệu cơ Ừ. yê của mình in tay suy chẳng khá thì chưa sân À, tôi ý sư sân hỉ đúng không? Ừ. À, báo cáo kiểm tra sức khỏe hay là cái giấy kiểm tra sức khỏe thì mình có từ gì ạ? Được không? thì Thí chẳng chỉ. bảo cao. Ờ, tôi thí chẩm báo cáo đúng không? Ừ, thí chẩm báo cáo nhá. Rồi. Tiếp theo nào, uống thuốc ạ. À? Uống thuốc là gì? Chưa nhau. Ừ, chưa giao đúng không? Hỏi là gì? Bạn đã uống thuốc chưa? Nghỉ chưa nhau đúng không? Ừ, tôi không muốn uống thuốc đúng không? Nghỉ ngơi một lát là khỏi.我不吃药, Ừ. 休息一下, chưa hảo. À, siêu xì sa chưa khỏi lơ đúng không? Tiếp anh Thanh nào. Kê đơn thuốc thì dùng từ gì ạ? Kê kê đơn ạ. Vâng, ngồi trai. Ừ, hả? Kê đơn thuốc sẽ là gì? Cái đơn là có Vâng. khai 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 giao đúng không? Chưa có từ khai khai heo giao. khai heo Ừ. khai Bác sĩ heo kê cho tôi 5 ngày thuốc thì sẽ nói như nào ạ? ý ý sân cái của Ừ, cái của mấy ngày cô 5 ngày ạ. ngủ then Giao. gửi người thân giao không ạ. À, đây nhá. Ừ. Y sơn kế của ủ thiên giao đúng không? Đó, chúng ta có từ khai giao. Đó. Tiếp theo nào, đau đầu ạ. À? Đau đầu là gì ạ? Thấu thấu Ừ, thấu thấn đúng không? Ừ, thấu thấn nào, đau tay. sầu thấu À, sổ thấn đúng không? Ừ, sổ thấn. À, đau gì nữa ạ? À? Đau bụng đúng không? Cô dạy từ đau bụng chưa? tu trụ thấu À, tu sự thấn đúng không? Ừ, tu sự thấn được chưa ạ? À, hoặc là có từ gì nữa ạ? À? Có từ gì nữa? Từ gì cũng thể hiện là đau nhỉ? Thung đúng không? Ừ, thung đấy. Ví dụ có thông thể nói là thấu thung nhá. À, thấu thung. thấu Rồi, thông thế câu đúng hỏi rồi. bạn làm sao vậy? Bạn làm sao thế sẽ là gì ạ? Chấm lơ À, ní chẩm bơ lơ đúng không? Ừ, ní chẩm bơ đi lơ, được chấm chưa lơ ạ? Ừ, nhá, rồi. Tiếp theo nào. Bụng của tôi không kiểu như là cảm thấy không được dễ chịu lắm đúng không? Cứ bị đi ngoài suốt thì sẽ nói sao ạ? bụng của tôi có Vâng, bụng của tôi không được khỏe lắm hay là không được thoải mái lắm đấy, cứ đau bụng suốt, à cứ đi ngoài suốt. của tôi trụ à của tôi trụ bô bô khảo có Ừ, của tôi chữ khu hào hoặc bút su phụ đi, có thể dùng từ bút su phụ. sư phụ À, cứ cứ đi ngoài suốt là gì ạ? À? Y chứ đi đi chứ là là đi chứ là gì bây giờ à, y chứ là tôi chữ đúng không? Ừ, y chứ là là tôi tôi chữ chịu không nhá. Tiếp nào, sốt ạ. À? Sốt là gì ạ? pha xăng Ừ, pha sao, đọc là pha sao ạ. à pha sao pha À, sao tôi hơi sốt một chút và đau đầu thì sẽ nói như nào? ở y tẻn pha sao Ngồi yếu điểm pha sao thì đó, đau yếu đầu điểm là thứ sao cửa thấu thấu à, thấu thấn đúng không? Ừ, nhá, rồi ok. Hay là gì đấy ạ? Con sốt rất là cao đúng không? Mau đưa nó đi bệnh viện khám đi, sẽ nói là sao? khải tự pha sao Ừ. Pha sao hẳn khoai cao đúng không? Ủa, hái chữ pha sao hẳn cao. Gì nữa? Hai tai tha. khoai tai tha chi y giãn Yuan. Ừ. Kiểm tra là gì đi ạ? về chỉnh trả Kiểm tra pha, đúng chưa? Ừ. Nhá. Rồi, ok. Tiếp nào. Nhiệt độ cơ thể. À? Nhiệt độ cơ thể mình có từ gì? độ cơ thể thì Thì như quân. con nhật thì quân vâng ạ À, thì quân đúng không? Ừ, nhá. Đo nhiệt độ cơ thể mình sẽ dùng từ gì ạ? Hôm trước học đến đây chưa ạ? tu tu à con À, trước học đo. đến khu vui rồi con À, rồi
nào, đã đọc là len nhé, cái từ mà đo nhiệt độ cơ thể mình sẽ đọc là len thỉ quân. Len thỉ quân. À, len thỉ quân. Đấy. Nào, ví dụ nói là nhìn sắc mặt của bạn không được tốt lắm đúng không? Có phải sốt rồi không? Thì sẽ nói như nào ạ? Câu này khó quá. Ừ, sắc mặt là gì? Lẻn gì ạ? Lẻn xưa. Mặt là lẻn đấy, đúng không ạ? Sắc là trong từ yến xưa là màu sắc đấy. Đấy, như vậy chúng ta ghép vào có từ lẻn xưa là sắc mặt. Như vậy là nhìn sắc mặt của bạn không được tốt. Ừ. Bạn có phải là sốt rồi không? Khan gì nhỉ? Nhìn là khan này. Gì nữa ạ? Ừ, sắc mặt của bạn. Khan nỉ tợ. Nỉ tợ lẻn xưa. Lẻn xưa nữa mà. Không phải, từ đã. Nhìn sắc mặt của bạn không được tốt lắm cơ mà. Khan nỉ tợ lẻn xưa gì nhỉ? Cú thai hảo đúng không? Không được tốt lắm. À, khan nỉ tợ lẻn xưa, cú thai hảo. Gì nữa? Có phải sốt không thì sẽ là gì? Shu bu shu. Sốt là gì ạ? Pha sao. Shu bu shu pha sao lơ đúng không? Shu bu shu pha sao lơ. Được chưa ạ? Đấy nhá. Tiếp nào chị Hà đâu? Ho nào? Ho là gì ạ? Ho, khứa sâu. Ừ, khứa sâu đúng không? Ừ, khứa sâu. Thế ví dụ thuốc ho này sẽ là gì đấy? Khứa sâu dao. À, khứa sâu dao đúng không? Ừ, khứa sâu dao nhá. Mất ngủ ạ. Mất ngủ là gì ạ? Sư mến. Ừ. À, thường xuyên mất ngủ thì không tốt cho sức khỏe thì sẽ nói là sao ạ? Chẳng chẳng sư mến tuy sân thỉ bu hảo. À, chẳng chẳng sư mến tuy sân thỉ bu hảo đúng không? Tối hôm qua tôi mất ngủ nên là bây giờ không có tinh thần làm việc ạ. Chúa thiên hoản sang hỏa sứ mến. Xem trai mấy dẫu trinh sấn cung chua. Ừ, trinh sấn cung chua chị ạ nhá, mấy dẫu trinh sấn cung chua. Đó, rồi, ok. Tiếp nào, hút thuốc ạ, hút thuốc là gì? Châu gen. Ừ, châu gen đúng không? Ví dụ nói là gì đây? Thường xuyên hút thuốc không tốt cho sức khỏe nào. Trắng trắng, châu gen tuy sân thị của họ. Ừ, trắng trắng châu gen tuy sân thị của họ đúng không? Hay là ở đây không được hút thuốc nào? Cha cha nỉ bu bu sảng bu khởi không được mà bu khởi cha cha nỉ bu khởi châu yên à bu khởi châu yên được chưa nhá. Rồi ok, học nhưng mà sang ý chí của mình chỉ chính xuyên tao châu yên lâu thôi mà. Rồi hôm nay mình sẽ học tiếp nhá. Đi nào, ở đây chúng ta có từ gì ạ? Chưa mơ đúng không? Ừ, chưa mơ. Đó, chưa mơ ở đây là một đại từ, đằng sau thì thường sẽ hay cộng với lại cả tính từ hoặc là động từ nhé. Ừ. Cộng với cả động từ hoặc tính từ biểu thị là như thế nào đấy, hay là gọi là như thế nào đấy như vậy, hay là cái gì gì đấy như vậy đúng không? Hoặc là làm cái gì đấy như vậy nhé. Ừ, đấy, chưa mơ này sẽ đứng trước động từ hoặc là tính từ mang nghĩa là như vậy hoặc như thế. Ví dụ là gì? Chúng ta có từ chưa mơ hảo, chưa mơ hảo là tốt như vậy đúng không? Đấy. Nǐ wèi shěn mè xuě xǐ zhě me hǎo? À, nǐ wèi shěn mè xuě xǐ zhě me hǎo là sao? Nǐ wèi shěn mè xuě xǐ zhě me hǎo? Tại học tốt. Đúng rồi, tại sao lại học tốt như vậy đấy, đúng không? À, đấy nhá, nǐ wèi shěn mè xuě xǐ zhě me hǎo? Hay là nǐ wèi shěn mè zhě me piào liàng? Nǐ wèi shěn mè zhě me piào liàng là gì ạ? Sao cô lại xinh như thế? Sao lại xinh thế? Không biết đúng không? À, kiểu như vậy nhá, sao lại xinh như thế? Được chưa? Đấy. Thì chúng ta có từ chưa mơ cộng với lại cái tính từ gì là như vậy hoặc là như thế. Hoặc có thể cộng với động từ cũng được. Nỉ pía chưa mơ chua. Chúng ta có từ chưa mơ chua. Chưa mơ chua nghĩa là sao? Đừng làm như thế. Ờ, đừng có làm như vậy, đừng có làm như thế, đúng không? Hay là nỉ pía chưa mơ chua. Ú hẳn nán cua. Nỉ pía chưa mơ chua. Ú hẳn nán cua là sao? Chua. Chua là đừng, nói. Đừng nói như vậy. Nỉ pía chưa mơ chua. Bạn đừng nói như vậy, đúng không? Ú hẳn nán cua là gì? Có ai biết không? Nán cua. Rất buồn ạ. À, buồn đúng rất không nhá. Cái từ nán ấy, nán mà trong từ khó ấy ạ. À đấy, nán này trong từ khó này cộng với từ cua. Trong cái từ cua sân rư ấy, đấy, hai cái từ này ghép vào với nhau thì là tính từ mang nghĩa là buồn nhá. Đấy, chứ có từ nán cua. À, thì phía trên mà xua cũng hẳn nán cua. Đấy, cũng hẳn sang xin cũng hẳn nán cua. Vậy cho có từ chưa mơ nhá. Hay là gì? Cung chua chưa mở máng đúng không? Của mấy ở xí chen siêu si. Cung chua chưa mở máng, của mấy hiểu xí chen siêu si, nghĩa là sao? Tôi... cung chua chưa mở máng. Công việc bận. À, công việc bận như vậy đúng không? Hay công việc bận như thế này nên là gì đấy ạ? Mấy hiểu xí chen siêu si. Thời gian à, có thời gian mà nghỉ ngơi. Đấy, như vậy chúng ta cứ thử chưa mơ nhá.
là gì? Thì bía chứ mà gì? Thì bía chứ mà chư khuây gì ạ? Khuây la tu tự. Bía chứ mà chư khuây la tu tự nghĩa là sao? Đừng có ăn đau bụng đấy. Ờ, đừng có ăn như vậy đúng không? Hay đừng có ăn như thế sẽ đau bụng đấy, đúng không? Ừ, đấy nhá, vậy chúng ta tự chưa mơ, phải chưa? Tiếp theo nào, chúng ta từ trung giao. À, từ trung giao này đã từng được gặp rồi đấy. Tính từ quan trọng nhá. À, trung giao quan trọng. Đấy. Trung giao. Và ở đây chúng ta có một cái cụm từ đó là tuy ủa lái xua nhá, tuy ủa lái xua. Khi mà chúng các bạn muốn đưa ra quan điểm, đưa ra quan điểm trong tiếng Trung ấy, khi chúng ta muốn bày tỏ quan điểm có rất là nhiều cách. Các bạn có thể nói là gì? Ủa xẻng này, ủa xẻng nhá, cái từ xẻng mà nghĩ nhớ muốn đấy. Đấy, cũng là thể hiện đưa ra quan điểm tôi nghĩ rằng, đúng không? Hay là gì? Ủa chế tọ, chế tọ cũng là một dạng đưa ra quan điểm tôi cảm thấy rằng như thế nào. Hay là gì? Ủa khan, cái từ khan mà nhìn xem ấy ạ. Đấy cũng là một cái từ mà có thể đưa ra quan điểm được, đúng không? Tôi thấy, cái từ khan gì cả, tôi thấy rằng như thế nào. Đấy, hoặc là có một cái cách này nữa này, cách này thì cao cấp hơn, nói là tuy ủa lái xua, đối với tôi mà nói, đúng không? À, khi mà chúng ta đưa ra một quan điểm thì đấy nhá, tuy ủa lái xua. Ví dụ, đây chúng ta có từ trung giao, có lấy ví dụ như này, tuy ủa lái xua, chén hẳn trung giao, tàn sư sân thị công trung giao. Ở đây chúng ta có từ công ạ, công là gì? Càng đấy, hơn đấy, càng như thế nào đấy hơn nhá, công. Như vậy thể hiện quan điểm là gì? Đối với tôi mà nói đúng không? Hay là tôi thấy rằng tiền thì rất là quan trọng nhưng mà sức khỏe thì càng quan trọng hơn, đúng không? Đấy, vậy chúng ta từ trung giao nhé. Nào, bây giờ sẽ hỏi một số bạn xem nào. Tuy nỉ lái xua sấm mơ chơi trung giao. Nào, tuy nỉ lái xua sấm mơ chơi trung giao nghĩa là sao? Đối với bạn mà nói thì... Ô, đi đâu hết rồi? Không nghe thấy gì. Tiên thử nói cho cô xem nào, A Chén. Cô không nghe thấy gì nhỉ? Ừ. Dạ, dạ. Tôi nhìn lái xua đúng không? Tôi nhìn lái xua, sớm bất truy trung giao nghĩa là gì? Đối với em mà nói thì cái gì là quan trọng nhất? Chén trung giao. À, A Trinh đúng không? A Trinh chuyển thật chén chơi trung giao. À, chén chơi trung giao. Ác hứa, nỉ nó. Tôi nỉ lái xua sớm chơi trung giao. Tôi của lái xua cha thính hẳn trung giao. À, tôi của lái xua cha hẳn trung giao đúng không? Hay là cha thính hẳn trung giao, gia đình là quan trọng nhất. Rồi, Ali, nỉ nó. Tôi nỉ lái xua sớm chơi trung giao. Tôi của lái xua... cung chua hẳn trung giao. Sấy cung chua. À, cung chua chơi trung giao đúng không? Ừ, đấy, không sao đúng không? Mỗi một người nhá, một giai đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ đặt cái gọi là cái điều gì quan trọng hơn lên đầu đúng không? À, nếu mà hai mấy chiếu khuân đợi xíu hâu đúng không? Hai mấy chiếu khuân đợi xíu hâu, khả năng sẽ cung chua chơi trung giao, đúng không? Lúc đấy thì sẽ là gì? Lúc mà chúng ta chưa kết hôn ấy, thì công việc có thể là quan trọng nhất. Ta sẽ làm sao? Nếu mà chiếu khuân nghỉ hâu đúng không? À, chiếu khuân nghỉ hâu, nếu mà đã cha thính chưa chơi trung giao, tạo gia đình của các bạn sẽ là quan trọng nhất đúng không? Thưa biết sư hái tự, mà đặc biệt là gì đấy ạ? Con cái của mình ấy đúng không, thì sẽ thường sẽ là gì, chơi chung nhau đấy. Mỗi một người một cái giai đoạn, một giai đoạn chúng ta sẽ có đặt những cái nào nó quan trọng hơn lên đúng không? Đấy nhá. Và cuối cùng là số có từ duê lái duê. Duê lái duê là cái gì đấy ạ? Ngày càng như thế nào nhá. Ngày càng như thế nào. Cái từ này sau từ duê lái duê này, các bạn sẽ hay cộng thêm với một tính từ. Và cái này để biểu thị cái gì ạ? Chúng ta gọi là thể hiện mức độ tăng tiến của tính từ nhá. Mức độ tăng tiến của tính từ. Chúng ta hay dịch là ngày càng như thế nào đấy. Duy này duy. Ví dụ như là gì? Ngày càng xinh đúng không? Thì sẽ nói như thế nào? Duy này duy phèo leng. À, duy này duy phèo leng đúng không? Ừ, đấy. Hay là gì? Thời tiết ngày càng lạnh đi thì sẽ nói như thế nào? Thiên chi duy lái duy lỏng. Ừ, tuổi thiên chi duy lái duy lỏng đúng không? Lâu lắm không gặp, anh ấy càng ngày càng đẹp trai nào. Áo chảo vũ chuyên. Ừ, áo chảo vũ chuyên. Duy lái duy xoài. Ừ, hai duy lái duy xoài đúng không? Đấy nhá.
Sao vợ ăn kia buồn vậy? Vợ ăn kia buồn đi. Chụp ảnh xinh mà lùn á. Nhá, rồi như vậy chúng ta có từ duyên lái duyên đúng không? Tiếp theo nào, ở cái bài này thì chúng ta sẽ học một số các cái điểm ngữ pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta có kết cấu gì đấy ạ? Y sở mơ chiêu nhá, đây gọi là cấu trúc y chiêu, trong tiếng Trung hay gọi đó là cấu trúc y chiêu. Vậy cái kết cấu này người ta sẽ biểu thị cái gì ạ? À, có thể là gì? Biểu thị hai cái hành động đúng không? À, hai cái hành động liên tiếp xảy ra, hoặc cũng có thể là gì ạ? À, phía trước là hành động và phía sau sẽ là một kết quả gì đấy, tức là sau khi chúng ta thực hiện cái hành động số 1 thì thường hành động số 1 sẽ là nguyên nhân để dẫn đến cái hành động số 2 đấy nhá. Mình hay dịch là hễ hay là cứ thực hiện hành động số 1 thì sẽ có một cái kết quả đấy, hay là một hành động số 2 đấy nó sẽ xảy ra ngay đằng sau, đấy. Mình đây là gọi là cấu trúc y chiêu, dịch là hễ như thế nào đấy hay là cứ liền, cứ như thế nào đấy là liền như thế nào, đúng không? Đấy, chúng ta dùng đọc một câu ví dụ đây, ví dụ là gì ạ? Tôi cứ đến công ty là rất nhiều việc nhá. À, tôi cứ đến công ty là rất nhiều việc. Như vậy cái hành động đầu tiên là gì? Đến công ty. Và ở đây dẫn đến một cái hệ lụy đúng không? Hay là một cái kết quả ở đây đó là gì ạ? Có rất là nhiều việc ở đây. Đấy, thì mình sẽ có thể sử dụng cấu trúc này. Vậy sẽ đọc câu này như thế nào? Đọc cho cô câu này xem nào. Âm ưng nào, Mạnh. Đi ơi, con không học à Mi? Học đi tuần sau thi rồi đấy. Của y tao khung sư. Kêu sư chính. Ừ, nhá. Của ý tao công sư chiêu dấu khẩn tua sư chính, đúng không? Ừ. Hay là gì đấy ạ? À? Anh ta cứ uống rượu là mặt đỏ, đúng không? Ừ, cứ uống rượu là mặt đỏ là cái gì đây? Xin mời Diễm nào. Thầy khơ chiểu chiêu liệt. Hai ý khơ chiểu chiêu, à, chiêu lẻ khống đúng không? Như vậy cái hành động đầu tiên là uống rượu, và cái việc uống rượu này dẫn đến một cái hệ lụy đó là gì đây? Anh này bị mặt đỏ đúng không? Lẻ khống đấy. Hay là cứ đến tối là tôi cảm thấy khó chịu, à, ví dụ thế. Hay cảm thấy không được khỏe đấy. Huyền nào? Ý quản để hai ý tao phải sang chiêu chế tạo. Có cái gì hai ý tao quản sang chiêu chế tạo bu gì ạ? Bu su phụ. Ừ, bu su phụ. Được chưa nhá. Đọc lại cho cô cả ba câu này xem nào. A Húng nào. Của y tao không sư chiêu dấu hẳn tua sư chí. Ha y ngư chiếu chiêu liền hú. Của y tao quản sang chiêu chế tạo hú sư phú. Ừ. Mà mở hẳn cửa ra đi. Mở hẳn cửa chăn kia vào. Mở hẳn cửa chăn kia vào. Chăn cái đồ chơi kia vào. Rồi, ai nhỉ? Rồi. Tiếp theo nào, chúng ta có kết cấu gì đây ạ? Khuyên ai đấy đừng làm gì đúng không? Ừ, khuyên ai đấy đừng làm gì là pía sầm lơ nhá. À, pía sầm lơ. À, đừng làm gì đấy. Thế ra cái này chúng ta đã học rồi đấy đúng không? Đọc cho cô hai ví dụ xem nào. Buổi tối đừng uống cà phê sẽ mất ngủ này. Và mọi người đừng nói nữa, tôi đau đầu quá nào. Xin mời bạn nhá. Ai đây? Hiên nào? Hiên đọc cho cô xem nào. Quản sang bía khưa cà phê quay mì quay sư miến tợ. Ừ. Nỉ mân bía xua lơ. Quả khẩn thấu thắng. Ừ, quả khẩn thấu thắng. Chưa ạ? Rồi, bạn khác nào? Ly, xin cứ đi bên. Quản sang bía khua khá phê quay sư miến tợ. Nỉ mân bía xua lơ. Quả khẩn thấu thắng. Ừ, quả khẩn thấu thắng. Được chưa? Nha. A à, Chén nào Huyền? Bía quản sang bía khu cà phê khuya sư miến tợ. Nhỉ mân bía xua lâu của khẩn thấu thắng. Ừ, của khẩn thấu thắng. Được chưa? Đấy, là ok.
tiếp theo nào? Cấu trúc cái gì đấy tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe, đúng không? Cái này mình cũng học rồi nhá. Đọc cho cô mấy câu ví dụ này thôi. Rau xanh tốt cho sức khỏe này, hay là hàng ngày uống 2 lít nước thì tốt cho sức khỏe. Đây chúng ta cứ từ đâu? Uống nước thôi chứ không uống 2 lít nhá, uống nước thôi. Hàng ngày uống nước trắng thì tốt cho sức khỏe thôi. Ừ, đấy. Đọc cho cô ba câu này xem nào. Xin mời một bạn nào. Ai đây? Diễm nào? Rau xanh là cái gì đây ạ? Su chai tôi sân thị khảo. Mỗi thiên khưa bái sợi tôi sân thị khảo. Châu yên khưa chiều tôi sân thị bu khảo. Rồi bạn khác nào? Xin mời anh Thanh ạ. Vâng. Su chai tôi sân thị khảo. Mỗi thiên khưa bái sợi tôi sân thị khảo. Châu yên khưa chiều tôi sân thị bu khảo. Ừ, rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta có cái kết cấu nhá, tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe, đúng không? Đấy, học rồi nên chúng ta nói qua thôi. Tiếp theo là có cái kết cấu này thì mới một chút này, đó là gì ạ? Biểu thị là chưa bao giờ thực hiện cái gì nhá. Chúng ta có kết cấu là chưa bao giờ thực hiện cái gì. Vậy thì chúng ta kết cấu đó là chúng lái mấy ạ, cộng với động từ, cộng với cua và cộng với cả cái gì đấy ạ? Tân ngữ nhá. Chúng lái mấy này, cộng động từ, cộng với cua và cộng với cả tân ngữ. Ví dụ là gì? Tôi chưa bao giờ từng ăn món ăn Trung Quốc, đúng không? Thế là bản chất của cái cấu trúc này chính là gì đấy? Động từ cộng với cua thôi, nhưng mà mình thêm cái từ chúng lái mấy ở đằng trước này thì sẽ làm sao? Nhấn mạnh hơn rất là nhiều, nhấn mạnh hơn rất là nhiều. Đấy. Nào đọc cho cô hai câu ví dụ này xem nhá. Xin mời A Khứa nào. Của chúng lái mấy chiếc cua Trung Quốc trai, của chúng lái mấy chứ tao cua. Ừ, chúng lái mấy chứ tao cua, đúng rồi. Đây chúng có từ chứ tao ạ. Chứ tao là đến muộn nhá. Đi muộn hoặc là đến muộn, chứ tao. Đấy, chúng lái mấy. Hay là gì? Tôi chưa bao giờ từng uống rượu thì thử nói cho cô đấy xem nào. Mạnh, tôi chưa bao giờ từng uống rượu nào. Của chúng lái mấy chưa rượu. Phải là khưa cua chiểu nhá. Đấy, đây cũng của nó phải là sau động từ có từ cua nữa cơ. Sau động từ có cua. Như vậy sẽ phải nói là của chúng lái mấy khưa cua chiểu. Nhá, chúng lái mấy khưa cua chiểu. Hay là gì? Tôi chưa từng đánh vợ thì sẽ nói như nào? Của chúng là mấy tả lão cua. Tả cua lão cua. Rồi, của chúng lái mấy tả cua lão cua. Đúng không? Đấy. Thế còn chúng ta có kết cấu đó là chúng lái pu. Chúng lái pu. Chúng lái pu thì mình hay dịch là không bao giờ nhá. Không bao giờ có khác với chưa bao giờ không các bạn? Có. Thường là chưa bao giờ là thể hiện là gì ạ? Tức là từ trước đến thời điểm nói là chúng ta chưa thực hiện, nhưng có thể là gì? Sau khi nói xong cái thực hiện luôn, đúng không? Nhưng mà không bao giờ thì như kiểu dạng một lời hứa ạ, là từ trước đến nay và cho đến cả sau này chúng ta cũng sẽ không thực hiện nó nữa. Đấy, thì mình sẽ dùng cái kết cấu, nếu mà muốn nhấn mạnh như vậy thì dùng kết cấu là chúng lái pu. Kết cấu này thì nó đơn giản hơn, chỉ cần là chúng lái pu cộng động từ thôi. Ví dụ nói là tôi không bao giờ hút thuốc cả, đúng không? Sẽ nói là của chúng lái pu châu yên. Đấy, hay là tôi không bao giờ uống rượu nên là sức khỏe rất tốt. Của chúng lái pu khưa chiều, suối ỉ sân hỉ hấn hảo. Được chưa? Đấy nhá. Đọc lại cho cô hai câu này lần nữa nào. Hiên. Của chúng lái pu châu yên. Của chúng lái bu khưa chiều, suối ỉ sân thỉ khấn khảo. Suối ỉ sân thỉ khấn khảo, đúng không? Rồi, mạnh nào. Chúng lái bu. Của chúng lái bu châu ghen. Của chúng lái bu khưa chiều, suối ỉ sân thỉ khấn khảo. Suối ỉ sân thỉ khấn khảo, được chưa? Đấy, thì đấy là cái điểm ngữ pháp với cả từ mới nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại phần bài khóa, đọc bài khóa để củng cố lại tất cả các từ mới và ngữ pháp của cái bài này ạ. Ở hết cái bài này chúng ta cũng sẽ lại có một cái bài ôn tập và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra một chút nhé, được chưa? Để trước khi mà chúng ta đi vào phần từ bài 11 đến bài số 15. Bài này khá là dài. Ở đi khơ quấn nào, bài khóa số 1, hiểu mi hiểu sân xứ, có từ mới không? Hình như không có từ mới đâu, đúng không? Rồi, mời hai bạn đọc cho cô đi nhá.
À, ai đây? Á Húng nào? Á Húng với cả Á Khứa nhé. Hồng với cả chị Hà trước xem nào. Hồ Hồng đọc trước cho chị nhá. Ừ. Ủa coi. Ừ. Chơ chỉ thiên thiên chi. Chơ chỉ thiên thiên chi. Duê lái duê lỏng lơ. Ừ. À, tung thiên chi nhau tao lơ. Khoai nhé, thì đọc là khoai ạ. Tung thiên khoai nhau tao lơ. Tung thiên khoai nhau tao lơ. Quả bố thai chỉ khoan nắng thiên. À, tung thiên. Quay sớm mơ. Ừ, quay sớm mơ. Quay sớm mơ. Thiên chi lỏng. Cái gì không dung cảm mạo dũng y à, đọc lại chữ này, chữ này đọc là dũng y. Dũng y là gì? À cô chưa xe hả? Dễ à, dễ 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 bị cảm lạnh. Dũng y cảm mạo. Dũng y cảm mạo của ý tao tung thiên thiên thân thể chịu khu sụp phú. Nỉ bú giao cung chua thay lệ giao tua toan len toan len giao tua toan len thân thể tua siêu xỉ si. Cung chua chua mơ tua mấy yếu sứ chiên siêu xỉ si chưa chỉ thiên hái y chứ sư mén sư lén sư mén nhé. Sư mén sư mén cung chua chung giao tan sư thân thể chơi trung giao. Chưa thiên chi sứ sứ lỏng sứ rưa sứ lỏng sứ rưa căng chính thiên quậy ý huệ chiêu y y thiên nấng bu sưng binh ma nấng bu sưng binh ma nó ở đây chúng ta có kết cấu đó là nấng sấm mơ ma có nghĩa là gì ạ? Mình sẽ dịch là liệu có thể như thế nào đấy không nhá. Liệu này kết cấu này dịch là liệu. Đấy. Liệu có thể không? Đấy, đây là một câu kết cấu đấy. Liệu có thể như thế nào đấy không? Nấng sấm mơ ma. Rồi, cho túi Ben nhá. Đọc lại lần nữa cho cô nào. Ali với cả sấy nè. Ali với cả A Chén đi. Đi với Huyền nào. Chưa chỉ thiên thiên chi yê lại yê lẳng lơ. Thiên khoai yao tao lơ. Quả bố thai tung thiên. Quê sử mơ. Thiên chi lỏng rúng y cản mau. Quả y tao tung thiên sân thị chiêu bu su phú. Mì bú ya cung chua thả ra lây. Hai lây. Ở ya tua sân toàn liên sân thị. Toàn liên. Tua siêu chi. Tua siêu chi. Tua siêu chi. Cung chua chơ mơ tua. Mấy yếu sứ chen siêu chi nà. Chưa chỉ thiên hái y chứa sư miến. Cung chua trung giao, toàn sư sân thị tuy trung giao. Chưa thiên chưa thiên chi. Chưa chi chứa lẩn chứa rưa. Căng chính thiên quỷ khuây. Quỷ khuây chiêu nhìn thiên là nâng cô sân thị ta. Nóng cuộc sống tinh mà ha. A Trinh nào, anh Thanh với lại cả sấy nào. A Trinh với cả Hiên nhá. Wow. Bài này khó khó nhỉ. Chưa tờ em ấp lên bạn chưa. Chưa đọc. Chưa đọc được mà. Chưa chỉ then và đọc ra vào chưa chỉ then Then chi. Then chi quê quê lại. Dấu lẳng lơ. Duê lái duê lẳng lơ. Duê lái duê lẳng lơ. Tung thiên khoai giao tao lơ. Của bú thai sĩ khoan tung thiên. Giao sầm mơ hả con? Gì đây? Quay, đây là quay sầm mơ. Quay sầm mơ tại sao ạ? Quay sầm mơ. Thiên chi lẳng. Dũng y cản mau của ý tao tung thiên thân thể chiêu vu phu phu để bố giao cung chua thai lây giao
tua tôi len thân thể giao tua toàn len là gì đấy toàn len tua toàn len thân thể tua cái gì cô nhỉ tua thai sự tua siêu thai sự à tua siêu si à tua siêu si vâng và bận quá chưa xem được bài chào bạn tua siêu si vâng tiếp đi không chua chưa mơ tua mấy dẫu sự chen siêu si ba chưa chỉ thiên khái y chứ sư miến cung chua trung giao tan sư tan sư sư thân thể chơi thân thể trung chơi giao à chơi trung giao chơi trung giao rồi chưa thiên chi sứ lỏng sứ lưa khang chính thiên qua ý quay chiêu in thiên nắng bu sơn binh ma nắng bu sơn binh ma đúng không rồi diễm nào diễm với cả mạnh nhá chưa chỉ thiên chi duy lái duy lỏng lơ Trung thiên qua giao tao lơ của phu thái của phu thái chỉ quan chỉ quan lại này của phu thái chỉ quan của phu thái chỉ quan trung thiên Vì sao mơ thiên chi lặng giống y cản mau của ý tao trung thiên sân thị chiêu phu sư phụ nhỉ phú giao cung chua thay lời yêu tua toàn lem sân thị tua siêu si cung rua chưa mơ tua mấy đảo xứ trên siêu si pa siêu si a siêu si a siêu si a chưa chỉ thiên hải y chữ sư mén cung chua trung yêu tam sư sân thị chơi trung yêu chưa thiên chi sứ lỏng đây là sứ lỏng sứ lưa sứ lỏng sứ lưa can chính thiên can chính thiên cua ý khuây chiêu in thiên nơ lớn cua sông binh ba lớn cua sông binh mà đúng không rồi Fanny sao nào dịch cho cô đoạn này xem nào sẽ nào chị Ngân đâu chị Ngân có đấy không ạ Fanny sao có ạ. Chưa chỉ thiên chẩm ơ Fanny, cái từ này dịch là gì? Chưa thiên chi đi ạ? Chưa chỉ thiên đi ạ? Vâng, dịch cho em đi ạ. Chưa chỉ thiên là gì? Mấy ngày gần đây nhá. Cái từ này hay là mấy ngày này nhá, đây, chưa là này này, chỉ là mấy đúng không? Thiên là ngày như vậy dịch là mấy ngày này thì làm sao? Thiên chi duyên lái duyên lỏng. Mấy ngày hôm nay thì trời duyên là cái gì vừa học xong đấy càng ngày càng lạnh mấy ngày hôm nay thời tiết càng ngày càng lạnh đúng không thì bạn này bảo là gì tung thiên khoai giao tao lơ mùa đông gần đến rồi đúng rồi sắp đấy cấu trúc khoai giao chấm lơ là sắp cái gì đấy rồi đúng không mùa đông sắp đến rồi tôi không thích mùa đông của phú thai chỉ hoan tung thiên tôi không thích mùa đông lắm đúng không thì bạn này mới hỏi là quê chấm mơ tại sao vậy tại sao vậy thiên chi lỏng thời tiết nó lạnh rúng y là cảm mau dễ bị ốm cúm một ngày của tôi lại của ý tao tung thiên đây là cấu trúc này y chấm mơ chiêu cứ cái gì đấy là hễ hay là cứ gì đấy là liền đấy đến lạnh cứ đến thời tiết lạnh sức khỏe của tôi không được tốt thì sức khỏe của tôi sẽ không được tốt lắm đúng không thì bạn này bảo là gì mì cú yao không chua thay lây bạn không nên cần, đúng không hay không cần phải làm việc không cần làm việc quá mệt nhá bạn không cần phải làm việc quá mệt đâu đúng không gì giao tua toan lên sân thỉ là gì cần phải rèn luyện sức khỏe và cưa siêu chi nghỉ ngơi nhiều tôi nghỉ ngơi nhiều vào không chua cho một tua là sao ạ công việc ở đây rất nhiều công việc nhiều như vậy đấy nhá chúng ta dịch chính xác từ vào cũng chưa cho một tour công việc nhiều như vậy nhiều như thế này có thời gian nghỉ ngơi
chưa chỉ thiên là mấy ngày hôm nay, còn làm sao nữa? Vậy mấy ngày hôm nay thì y chữ sư mén đấy, sư mén là cái gì? Mất ngủ. Như vậy mất sẽ là gì? Mấy hôm nay, ngày hôm nay thì mất ngủ suốt, đúng không? Ừ, ý là mấy con ngủ liên tục đấy, mất ngủ suốt. Thế bạn này mới bảo là gì? Cung chua chung nhau. Công việc chung nhau là gì? Quan trọng. Ừ, công việc quan trọng như là công việc quan trọng. Nhưng mà làm sao? Sân thỉ chơi chung nhau là gì? Đi đâu rồi? Nhưng mà sức khỏe thì là nhưng mà sức khỏe thì quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Ừ, thế bạn này mới bảo là gì? Chư thiên chi xứ lỏng xứ lưa là gì ạ? Xứ ở đây có nghĩa là gì đấy? Dịu xứ hâu đấy, có lúc nhá. Thời tiết thì có lúc thì lạnh, có lúc thì nóng. Lúc nóng, gọi là lúc nóng lúc lạnh hay lúc lạnh lúc nóng. Vừa mới gì? Căng là vừa mới. Vừa mới nhanh đấy, trời nắng đúng không? Ừ, vừa mới trời nắng. Trời vừa mới nắng. Ừ, quỳ khuây là gì ạ? Một lát sau thì lại. Một lát sau thì lại âm u đúng không? Nhá, trời lại dâm hay trời lại âm u. Nấng của sông Minh Ma là sao? Liệu có thể liệu có thể không ốm được không? Tức là sao ạ? Rất dễ ốm, có hiểu không? Đấy nhá, liệu có thể không ốm được không? Đúng không? Tức là gì sẽ rất dễ ốm. Đấy. Dịch lại cho cô một lần nữa thế nào? Hiên nào, Hiên dịch lại nữa cô nhá. Stephanie Hiên nào. Mấy ngày hôm nay thời tiết càng ngày càng lạnh. Ừ. Mùa đông sắp tới rồi. Tôi không thích mùa đông lắm. Tại sao? Thời tiết lạnh dễ cảm cúm. Tôi cứ đến mùa đông sức khỏe lại không tốt. Bạn không cần làm việc quá mệt. Cần tập thể dục nhiều. Rèn luyện sức khỏe nhiều hay tập thể dục nhiều đúng không? Và gì nữa? Nghỉ ngơi nhiều. Ừ. Công việc dạo này nhiều, không có thời gian vậy, đúng không? Không cả có thời gian mà nghỉ ngơi đúng không? Không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy hôm nay cứ mất ngủ. Ừ. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng nhất. Ừ. Thời tiết lúc lạnh lúc nóng, trời vừa nắng, một lát sau lại âm u, liệu có thể không ốm được không? Rồi, ok, được chưa? Tiếp nào, tiếp nhá, tiếp câu quấn nào, bài khóa số 2, phần cháo đúng không? Bài này rất là dài đấy, thử đọc cho cô bài này xem nào. Hồng đâu, Hồng với lại cả chị Hà đọc trước nhá. Nào. Quá hẳn pha sao? Đâu, đầu tiên là thấu thấn trước đã, đau đầu. Quá hẳn thấu thấn cửa sâu. Ừ. Hái dấu tiền pha sao? Ừ. Nỉ lẻng. Leng, để đọc là leng nhé. Nỉ leng thỉ quân lơ ma. Nỉ leng thỉ quân lơ ma. Ừ. No. 我看一下. Sàn sứ角度. Ừ. Từ đọc là sao đấy, sao là sốt đấy, sao chưa mưa cao. Sao chưa mưa cao. Nỉ, nỉ chinh chuy. Từ đọc là nên, in cai, nỉ in cai nhé, nên. Nỉ in cai chuy in duyên chẳng giá ba. Ừ. Mấy sư, của trang trang, chưa giao là. Ừ. Bù xính, nỉ chuy y yên, khan ý xa ba, của băng nỉ, chính giả. Ừ. Của chân tờ mấy sư. Xiêu xì sao chưa hảo rồi. Lý phan xin. Lý bía. Châu yên lơ. Lý bía châu yên lơ. Ủa mấy thiên đâu khan chiên. Lý châu yên. Tuy sân chỉ hứa. Châu quấy tạo rấn. Đâu khu hảo à. Ừ. Ủa chứ tao là. Bía xua là. Chúng yao khan khan.
y thiên san chữ. Ờ, ỉ hâu chư ba. À, đây là phan hâu chư ba. Ăn cơm xong rồi. Phan hâu chư ba. Xe xe lý. Bế khờ chi. Ờ, khoa chư ba. Ừ, khoa chư ba, đúng không? Rồi, yếu tiền nán đúng không? Hơi khó một chút đấy. Mời hai bạn nhá. Thì nhảy ly nào, ly với lại cả mạnh đi. Nhi chẳng mơ lơ. Ờ, sư hù sư hù sư hù. Âm ưng trai mà. Cú trai à? Rồi, thì bạn khác vậy nào? Xin mời Hiên. Châu chấu quá. Châu chấu nó bạn. Châu chấu nên là châu chấu thế thôi. Hiên đâu, Hiên đọc đi. Mới lên đến trong đấy. Quá khẩn thấu thắng. Ừ. Hứa sâu. Chưa. Hái, đây là hái, hái yếu điểm. Hái yếu điểm là... Khá dấu điểm là pha, pha sao. Nhi lăng thì quân lâm ma. Của khá lý xa. Ở sáng sử chiều tu. Sao chưa mất bao. Nhi in ca chi y an chiếm trá ba. À, mấy sử. Của cha cha chưa giao lơ. Không chính. Nhi chi y an khan y xa ba. Ờ, của ban nhi chính cha. Ừ. Của chân của tợ. Chân của chân tợ mấy sư siêu si y xa chiêu khảo lơ. Nhi phang xin. Nhi bía châu yên lơ. Ờ, của mấy thiên tô khan chi an nhi châu yên. Ờ, tuyên sân thị khứa. Châu quý tự dưỡng tô khu hảo à? Quả chưa tao lờ. Bé chua lờ. Ừ. Nhi chưa chủng gia khăn khăn. Quả chúng Trung Quốc mải tự. Quả chúng lái mấy chư cua Trung Quốc chạy ở Trung Quốc giao. Sư sư khăn chậm mơ ra. Khăn xin chưa gia vấn hảo dung tự. Ý thiên san sư và phan hâu chư ba. Phan hâu chư. Xe xe lì. Và phía cơ chỉ khoai chư ba. Ừ, khoai chư ba, được chưa? Các bạn khác nào, xin mời Diễm nào. Diễm với lại cả anh Thanh nhá. Ủa trai. Ôi trời, bạn này khó đấy gọi. Đọc câu nào biết câu đấy không nhá. Vâng. Lý chẳng mơ lơ. Lý chẳng mơ lơ. Sư bú sư phú sư sư phụ. Ừ. Sư phụ. Quả mặn quá cho nhìn qua bạn. Có khẩn thấu. Hứa sâu khái hiếu tẻn pha sao. Ừ. Lý leo leo thị thị quân lơ ma. Ừ. À. Quả. Quả khan ý xa. San sử kiểu tu. Cao. Cao sư. Trần như có gì ạ? Trần. Ừ. Sao chưa mơ cao. Cao. Chưa mơ cao. Và nỉ in cai. Cao. Đây là nỉ in cai. Cai truy. Y ren. Y ren. Chỉnh chứ. Chỉnh trá ba. Chỉnh trá ba. Ừ. Mấy sư. Quả trai cha chứ tao lờ. Ừ. Bu xính, đúng không? Ừ, bu xính. Bu xính. Có nhìn theo sách thì nhìn trong màn hình nó nói bu xính lì lì truy đúng không? Cô này đè cái chữ tiếng của cô đè lên truy y rán y uen khan truy y uen y uen khan khan nghĩ sa pa của tai nỉ của pa nỉ chỉnh trang à của pa nỉ nỉ chỉnh chỉnh cha có vâng chỉnh cha vâng của chân tạ của chân tạ mấy sư siêu si y sa chiêu khảo lờ nỉ phan xin nỉ tao nỉ bía nỉ bía châu gian nỉ bía châu gian lơ của mày then tâu khan gian nỉ châu gian châu gian tuy sân thể hứa
ở Trung Châu Quỷ chúng Châu Quỷ tợ Trung Quỷ tợ rắn Châu Quỷ tợ rắn Châu Phú Khảo ba Châu Phú Khảo à, 我知道了, 别说了. Nghỉ chưa khái trung chưa nhá, từ đầu trung cao chưa chưa chủ giao nghỉ nghỉ chưa chưa chủ giao khan khan của vợ chúng Trung Quốc mãi tạm ờ của chúng lái mấy chữ của Trung Quốc giao ờ sư sư khan chẳng mấy giang phang xin khái trung khẩn tạ cái gì con nhỉ ra ờ chưa phang xin này chưa giao khẩn hảo dung tạ hảo dung tạ nghe thêm khan khan chưa được không vâng ít thêm khan chưa phan phan khua chư pa phan hâu nhé phan hâu chư pa phan khâu chư pa xin chào nị biết khư chi khoai khoai chư pa khoai chư pa được chưa rồi ok chưa nhìn qua khó ghê một chữ này rồi học quá nữa mới đọc được các bạn nào chưa đọc nhỉ ly nào ly với lại cả ai đây ly với cả chị Ngân nhá chị Khánh Ngân đấy Vâng ạ. 你怎么了？是不是不舒服？ 我很头疼，咳嗽， 就有点发烧。 还有点发烧。 还有点发烧。 你量体温了吗？ 我看一下。 39度， 烧什么高？ 你应该去医院检查吧。 没事， 我猜就要了。 不行， 你去医院看一下吧。 我帮你请假。 我真的没事， 身体一下就好了。 我， 你放心。 周燕啊，我每天都看见你周燕，对身体和周围的人都不好啊。我合适啊。嗯，我知道了。到期了。到了。我知道了，别说了。你吃总要看看。我从中国买的。嗯。我从来没吃过中国药，试试看怎么样？嗯。放心，这样很好用的，一天三次，饭后吃吧。 谢谢你，别客气，快吃吧。别客气吧，快吃吧。 đúng không? Nào, phân đi xa nhá, dịch cho cô xem nào. Chị Hà với Hồng nào. Phân đi bên. Bạn. Bạn như thế nào? Ừ, chẩm mơ lơ là gì? Làm sao vậy? Bạn làm sao vậy? Bạn làm sao vậy? Có khỏe không? Sư phụ sư phụ sư phụ là có phải là không khỏe không nhé? À, ý là như thế. Không phải là không khỏe. À, tôi rất là đau đầu. Gì đó? Khứa sâu, ho, ho. Ho. Và hơi. Hãy nhớ điểm pha sao dịch là hơi. À, hơi sốt một chút đúng không? Còn hơi sốt một chút nữa. Thì bạn này mới hỏi là leo thỉ quân lơ ma. Bạn đo nhiệt độ chưa? Để tôi xem nào. 39 độ. 39 độ. Sốt thì sốt cao như thế này đúng không? Sốt cao như thế này bạn nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Không sao, tôi ở nhà uống thuốc rồi. À vậy. Không được, bạn phải đi bệnh viện để xem. À đi bạn nên đi bệnh viện khám xem đúng không? Bạn đi bệnh viện khám xem thế nào.
Tôi sẽ giúp bạn xin nghỉ. Ừ, thì anh ấy nói là tôi thật sự không sao cả, nghỉ ngơi một lúc là tốt thôi, bạn yên tâm. Ừ, rồi. Bạn có đừng có hút thuốc nữa. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy bạn hút thuốc. Đối với sức khỏe và người xung quanh thì không tốt đâu. Tôi biết rồi, đừng nói nữa. Trong trường hợp này cái từ chưa chủng giao này không dịch là ăn nhá, mà vì là gì, bạn uống cái loại, đúng không, chủng là loại đấy, bạn uống loại này chị, loại thuốc này, chúng của bài tập là sao? Tôi mua từ Trung Quốc đấy. À đúng rồi, tôi mua từ Trung Quốc về đấy, đúng không? Thì bạn này mới bảo là gì? Tôi chưa từng uống thuốc Trung Quốc. Thử xem thế nào. Yên tâm, thuốc này dùng tốt lắm. Rất là tốt. Một ngày uống 3 lần và uống cái gì? Phan Khâu Chi. Ba lần và sau bữa ăn nhé. Đúng rồi, uống sau bữa ăn, đúng rồi. Thì bạn này bảo là gì? Cảm ơn bạn. Không sao, mau uống đi. Đúng rồi, mau uống đi, được chưa? Nhá. Rồi ok, thì đấy là bài khóa số 2, đúng không? Tiếp nào, chưa dê lắm mà. Các bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Rồi bây giờ đầu tiên là gì đấy ạ? Đọc cho cô các cái từ ở trên khung này đã nhá. Rồi đọc cho cô một lần các từ trên khung nữa nào. Hiên đâu? Đọc và dịch các từ ở trên này đã nào. Từ đầu tiên là gì? Thân thể. Là cơ thể. Sức khỏe, đúng không? Cơ thể hoặc sức khỏe. Có hai nghĩa. Thì đây là gì ạ? Kiểm tra. Kiểm tra là kiểm tra. Chúng lái mấy là chưa từng làm gì đấy. Chưa từng làm gì. Cuối ỉ. Vì vậy hay là lên. Pinh là ốm. Đâu, đây là thấn, đây không phải pinh nhé, đây là thấn. Nhìn nó giống từ pinh đấy, đây mới là pinh này. Đấy, hai chữ này khác nhau. Đây là thấn, đau. Thấn. Thấn là đau. Thế còn đây là pinh. Thân pinh. Thân pinh là ốm. Hoặc là sinh bệnh. Chơi nhau là uống Rồi. Lẩn là lạnh. Su phu không khỏe hay là không thoải mái. Đây là thoải mái chứ. Pu su phu thì không thoải mái, đúng không? Đây là thoải mái. Thoải mái. Khan pinh là khám bệnh. Chỉnh tra là xin nghỉ. Xin nghỉ, được chưa? Rồi, nào, bây giờ câu số 1 nhé. Lần lượt từng người một, mỗi người một câu xem nào. Diễm đâu? Câu số 1 em điền là gì? Đây là Chúa Thiên đã. Chúa Thiên quản sang. Của... Cái này, cái bụng đấy. Bụng đọc là cái gì đây? Tu trự, đúng không? Từ nào hôm trước rồi đấy. Của tu trự gì? Của tu trự... thấn. Thấn của Bố nấng chư phan. Đọc lại lần nữa nào. Chúa Thiên Hoàn Sang của tung chữ thấn của bố nấng chư phan. Của bố nấng chư phan sớm y sự nhỉ, dịch cho cô xem nào. Tối hôm qua tôi bị đau bụng. Tôi không thể ăn cơm ạ. Tôi không thể ăn cơm được, đúng không? Tiêu nào, số 2 ạ, xin mời bạn nhé. Thì nhẹ Ly. Y sinh kể của kiểm tra. Ý hâu su của cảm mau là yao chư yao tua siêu si. Nghĩa là sao nhỉ? Bác sĩ kiểm tra cho tôi, sau đó thì nói là tôi bị cảm cúm. Phải uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn, đúng không? Rồi, ok, số 3 nào, Huyền. Xin quay của ba ba trai Trung Quốc cung chua suối ỉ yao của suế xí khăn ủy. Bởi vì bố tôi ở Trung Quốc làm việc, vì vậy mà ông ấy muốn tôi học tiếng Trung, học Hán ngữ. Rồi, ok.
Tí sư nào, số 4 ạ, anh Thanh, điền được câu này chưa ạ? Câu 4 được không? Vâng. Chư vua bảy lính khảo ra của... Câu 4 là của chư vua... Của gì? Chúng lái đúng không? Đây. Của chúng, lái, chư vua bảy lính khảo ra. Bảy trinh. Tôi đã ăn qua. Của chúng lái bảy trinh. Chư vua bảy trinh khảo ra. Bắc Kinh, vâng, Bắc Kinh. Vâng. Tôi đã ăn qua vịt quay Bắc Kinh. Có phải ăn qua không? Chúng lái mấy cơ mà? Chưa từng nhé. À, phải là tôi chưa từng ăn qua vịt quay Bắc Kinh. Chưa từng qua ăn qua vịt quay Bắc Kinh, vâng ạ. Đó, số 5 nào, xin mời một bạn nào. Chị Ly nào, à chị Ngân nào. Vâng. À, khảo sang. Khảo sang trắng trắng. Cái này từ gì nhỉ? Toan len, toan len chân thỉ. Toan lên sân thỉ. Tuy sân thỉ, tuy sân thỉ. Tuy sân thỉ. Từ đọc là gì? Phây trắng. Phây trắng là vô cùng hoặc là cực kỳ đấy ạ. À, phây trắng hảo đúng không? Nghĩa là sao đây? À, mỗi buổi sáng sức khỏe của tôi thường là rất tốt. Nghĩa là buổi sáng mà thường xuyên tập thể dục đấy đúng không? Thì làm sao? À, rất tốt cho sức khỏe. Rất là tốt, đúng chưa? Ừ, đó, ok, đọc lại cả 5 câu này một lần nữa cho cô nhé. Xin mời bạn nào. Anh Thanh đâu? Anh Thanh đọc lại cả 5 câu này đi. Đấy, đọc nhiều cho quen ạ. Em đọc cho ạ. À, rồi. Đấy, cô đọc. Đấy, cô. Đâu, đâu, cô. Rồi, ok. Mà to to hả? Vâng. Chúa then quảng sang của gì? Tu trữ, cái bụng của tôi đấy, tu trữ. Ừ. Và tu trữ nó có nên rồi tôi đến câu nào thống không nhỉ? À, tu trữ thống. Thống của khu lớn ở Chư Phan. Ừ. Và câu hai là y sân. Y sân bác sĩ cấy quả. Ừ. Wow. Có hai lần cái có hai lần liền cái gì cô đẹp quên quên bắt đầu y sân bác sĩ đấy ạ. Chẩn trá có chẩn trá chẩn trá cái chẩn trá có vâng y sân cái của chẩn trá ỉ hâu ỉ hâu của ỉ hâu xua của cô nhận chơi gì đây búa cảm mau lơ cảm mau lơ vào giao khưa giao chư giao chư giao và gì giao chư giao tua gì tua sân tua xeo xi nghỉ ngơi cô nhận tua xeo xi vâng vâng in cai của ba bà trai quay của in quay của ba bà trai cung của cung chua cung chua tôi đang theo dõi cung chua cái này liền cái gì cô nhỉ suối đúng không suối cô chỉ giao của suối chỉ khan vị và cô muốn đâu của cái gì vừa đầu tiên của gì đấy ạ? Chúng lái mấy đấy số 4 của chúng lái mấy chư cua của chúng lái mấy chư chúng cua em vừa hôm qua bấn quá là không phải mà của hai mấy chư chư cua khảo à khảo à bảy trinh khảo ra có gì ạ? Bảy trinh khảo ra đây chảo sang tráng tráng tuy len thân thể tuy sân thể tuy sân thể phây tráng thấy chán khảo vô cùng tốt phải không? Vâng ạ. Vừa qua bận quá, vừa học mới quên học vào. Để học lại chết đó. Số 6 nào đấy, chỉ cần chậm một cái một buổi bỏ học thôi là cái là thế khác ngay đúng không? Ly nào, điền đến cô số 6 nào. Lão bản, của thân thể của ta sư phụ. À, sư phụ. Của yao chi yan khan bing. À, của yao chi yan khan bing, đúng rồi. Như vậy câu 6 này sẽ điền sư phụ này, đúng không? Với lại cả khan bing. Đúng rồi. Ông chủ, đúng không? Làm sao đây? Sức khỏe của tôi.
không thoải mái, không, không được tốt lắm. Nhưng gì là tốt thôi, không được tốt lắm. Tôi muốn gì ạ? Tôi muốn đi bệnh viện để khám bệnh. Ừ, rồi ok. Cái chi nào số 7 ác hứa chị Hà? Trung thiên, trung thiên hẳn hẳn nặng, suy nghĩ của bu sĩ hoan, bu sĩ hoan sa thiên. Ừ, bu sĩ hoan sa thiên, mùa đông thì rất là lạnh. Ừ, vì vậy mà tôi thích mùa hè. Ừ, không thích. Ừ, tôi thích mùa gì đấy ạ? Hè. Tôi thích mùa hè đúng không? Rồi, ok, tiếp số 8 nào Huyền. À, nị băng của tỉnh tỉnh cha ta của nhau khi vừa nay can can tinh. À rồi, như vậy số 8 sẽ đến từ chỉnh cha từ cuối cùng đúng không? Bạn giúp tôi nhỉ nhé. Tôi đi Hà Nội khám bệnh. À đúng rồi. Số 9 nào? Chị Khánh Ngân đâu? Vâng ạ. Đây nhìn đi. À toàn những từ gọi là bạn sốt rồi đấy, sẽ là gì? Nỉ pha sao lơ. Nỉ pha sao lơ. Ừ, uống thuốc chưa đúng không? Sẽ điền từ uống thuốc sẽ là gì đấy? Nỉ chưa giao lơ mà. À, chưa giao lơ mà, đúng không? Ừ, đấy nhá. Số 10 nào, xin mời Hồng. Hán, chim thiên, sông bình, sao bù lái sang văn. Ừ. Lan hôm nay làm sao nhỉ? Sông bình là gì? Ốm đấy, nên là uế. Không thể đến làm. À, không đến để làm việc hay là không đến đi làm, đúng chưa? Rồi, ok nhá. Vậy đấy là 6 đến 10. Đấy, tiếp theo nào, bên dưới ở đây chúng ta có một cái bài đọc đúng không? Đấy, nếu mà chưa chuẩn bị trước là rất là khó đọc đấy nhá. Rồi, chuẩn bị chưa? Mời bạn đọc cho cô xem nào. Cận đây. Ừ, nào, ai đọc trước đây? Sấy, sấy xem túi nào. Em thôi ạ. Của túi ba. Ờ, rồi nào, thế chị Hà đọc trước nhá. Ừ, đấy, ai cũng sẽ được đọc, yên tâm. Đi sang tiên mải, đi sang tiên mải y phụ. Kinh xua chung lý tạ tung thiên hấn nỏng. Của hái mấy dầu, của hái mấy dầu máu y. Sẵn truy mải y chiên. Sông quán lán, quán lán xua. Quán lán xua. Dầu y cha sang tiên. Sang tiên. Na nǐ de yī fù you hǎo you biān yī wǒ shuō míng tiān xīn shì jīng jī tiān wǒ men bù yào qù shàng bān yī qǐ qù yī bā wǎng nán shuō dèi bù qǐ míng tiān wǒ de lǎo bǎn huí guó wǒ yào qù 我要去机场接他。不能跟你一起去。我说没关系。我可以一个人去。啊，对，对，对。明天我六点出发。因为上天离我家。不太远，所以我骑摩托车去，我买了2000一毛衣，一条裙子，一双鞋，一共250越南盾，买衣服后我。给朋友打电话，请他一起去喝啤酒，吃火锅，火锅吃火锅，吃火锅。啊，对 ，OK， 呀 ，top， 嗯，老袁呢？啊，去商店买衣服。啊，听说这里的冬天很冷。啊，我还没有毛衣，想去买一件。啊，王兰说啊，一家商店啊，那里的衣服有好有便宜。啊，我说明天这里我明天是星期天，我们需要去啊，不要去上班，一起去吧。王兰说，对不起。明天我的老板回国，
我要去机场，送他不能跟你一起去，我说没关系，我可以一个人去，明天呢，我6点出发，因为上边旅游我家户太远，所以我骑摩托车去，我买了2000毛衣一瓢裙子，一双鞋，一共2罐，50升碗，2杯，50升碗越南盾，买了一副后我给朋友打电话，请他一起去啤酒和火锅，好，bạn khác nào, trai túi đen nhé, thử lại nếu chú cô xem nào, sấy nào, Hiên đâu, trai túi đen. Truy sang tiên mãi y phu. Tinh xua chưa lỉ tợ, tung thiên khấn nẩm, của khái mấy dẫu máu y. Xẻng truy mãi y thiên, vắng lán xua. Ý cha sang tiên, na lỉ tợ, y phu dâu khảo, dâu biển y, của xua, minh thiên sư thiên chi thiên. Của mân bù giao truy sang ban y chỉ truy ba quảng lán xua tôi bu chỉ minh thiên của tợ náo bản khói cua của giao truy tư trảo sung tha u lấn cân nỉ y chỉ truy của xua mấy quan si của cớ ỷ ý cơ lấn truy minh thiên của liêu tiện chu pha in way sang tiên lái lý cha u tha yuan lý phải lái nhé lý in way sang tiên lý của cha in way sang tiên lý của cha u tha yuan suối ỉ của chỉ múa tua chưa truy của mải lơ lẻng trên máu y theo chuyến chữ y xoang xía y cung lẻng bái ủ sứ sư quan chuyên án tuân mải y phụ khâu mải y phụ khâu của kể bấm dậu tả thiên khoa chỉnh tha y chỉ truy khưa phí triệu chư khổ cua rồi ok tốt đúng không bạn khác nào em đọc nhé cô nhé rồi em tập đọc rồi tập đi rồi tinh xua chơ lì tợ tung thiên tung thiên hắn lẩn của hai mấy dầu máu y sẻng truy mà y chen quang lán xua dầu y cha sang tiên na lì tợ y phụ yêu hảo yêu khén y của xua minh thiên sư sinh chi thiên của mân theo y sang ban y chỉ truy ban Quảng lán xua, tôi bu chỉ, minh thiên của tợ lão bản huế của, của yao truy chi chàng, chia tha. Sung tha. Sung tha. Bu nâng cân nỉ y chỉ truy, của xua, mấy quan sĩ. Của xua, có ý. Ý cơ rắn truy, minh thiên của liêu tiền, chu pha, in quê sang tên lý. Vì của cha bố tha yuan, số ý của chí mô thua chưa truy. Vô mải là lẻng chen máu y, y theo chuyến trự, y xoang xía, y cung lẻng bài, ủ sứ sư quan duy nón tuần. Mải y phụ hâu, của cái phấn yêu tả tên hoa, chỉnh tha y chỉ truy. Thưa phí triệu, chư của cua. Đấy, tốt đấy, được chưa nhá? Rồi, ok. Nào, anh Thanh đọc được chưa? Đọc ngứa lắm quá. Wow.
Con đây bài bỏ qua đây cô ơi. À bỏ qua nghỉ 2 hôm liền. Đó. Diễm nào, Diễm mình làm một lần nữa cho cô xem nào. À vâng. À, tinh xua chưa lì tọ, tung tiên khấn lỏng, ổ khái mấy nhậu, máu y, sẻng truy mải y chen, hoàng lán xua, dầu y cha, phang ten, na lì tọ y phụ, yêu khảo, yêu phén y, ổ xua, mình tiên sư, sinh chi tiên, ổ mân yêu truy, nị ổ mân vũ trong, truy sang ban, y chỉ truy ba. Hoàng lán xua, tôi vũ chỉ, mình tiên ổ tọ, láo bản, hối búa, ổ yêu truy, chi trả, chia tha, phu nâng cân nị, y chỉ truy, ổ xua, mấy quan si, ổ cớ ý, ý cơ rấn truy, mình thiên ủa liêu đẹp. Chia tha đấy. Chia tha. Em vừa lấy em đọc chia cô là đọc bảo sung. Từ đây là từ sung mà chị. Ờ, đây là sung. Sung. Sung thả. Em lấy đọc chia như của ta. Mình thiên ủa liêu đẹp. Chu pha. In way. Phang tên lý ủa. Cha. Bú thai duyện. Số ý. Ủa múa thua chưa truy. Ủa chí múa thua chưa truy. Ủa chí múa thua chưa truy. Ủa mải lẻng chen máu y. Y theo chính trị. Y xoang xía. Y cung lẻng bải ủ sứ sư oan. Duyên án tuân. Mải y phụ khâu. Ủa cẩy phấn yêu tả tiên khoa. Chỉnh tha y chỉ truy. Khơ bí chẻo. Chư khổ của. À rồi ok nào. Bên dưới là gì? Khuấy táo quân khí đúng không? Cân truy cơ chưa cơ khử uẩn khuấy táo quân khí. Căn cứ vào cái đoạn văn này để chúng ta trả lời câu hỏi nhá. Đi nào. Chưa lì được tung thiên thiên chi chẩm mấy nhau đúng không? Vậy sẽ trả lời là gì đây? Áo húng nào không? Câu chỗ nào nhỉ? Chưa lì được tung thiên thiên chi chẩm mấy nhau. Thiên chi hấn lỏng. À như vậy sẽ trả lời câu một chỗ này đúng không? Chưa lì được tung thiên chi hấn lỏng. Đi nào. Ủa tả xoan truy mải sớm mà tung chi. Tức là sao? Cái nhân vật tôi này đúng không? Dự định mua cái gì? Ừ. Mải sớm mà tung chi đây. Tả xoan truy mải máu y. Ừ, rồi. À, gì nhỉ? Tha tả xoan truy mải máu y đúng không? À, mải máu y. Chúng ta chỉ cần trả lời là tha tả xoan truy mải máu y hoặc máu y là được. Đi sang nào. Quang lá xua na cơ sang tên cái y phụ trở mấy răng là sao? Cái bạn yêu hảo, yêu biến. Nói là, ừ, quần áo ở cái cửa hàng đấy thì là như nào đúng không? Đúng rồi, như vậy sẽ là gì đây ạ? Ờ, yêu hảo, yêu. Yêu phiền y, đúng rồi, à, đấy nhá, vừa đẹp lại vừa rẻ. Ủa tả xoan cân sấy y chỉ truy. Thế cái nhân vật ủa này dự định là muốn đi cùng ai nhỉ? Quán lán. À, tôi cân quán lán y chỉ truy đúng không? Tất sư quán lán truy bú truy? Quán lán bú truy. Quán lán bú truy. Quán lán bú truy. Quán lán bú truy. Lán bú truy nè? Quán lán gì? Quán lán tợ lão bản. À, tha tợ lão bản khuấy cúa này đúng không? Ừ, tha yêu truy gì nhỉ? Chi chẳng. Chi chẳng, sung tha. À, sung tha, số ý bu nấng cân 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 của y chỉ truy đúng không? Nên là không thể đi cùng tôi được, được chưa? Đây chúng ta sẽ tìm cái chỗ đoạn này trả lời chỗ này nhá, được chưa? Đó. Tiếp theo nào, gì nữa? Thế ủa chí điển chu pha đúng không? Cái nhân vật tôi này mấy giờ thì chu pha là cái gì ạ? Liêu điển. Liêu điển. Xuất phát. À, xuất phát đúng rồi. Như vậy sẽ là liêu điển. Rồi đúng rồi, liêu điển chu pha. Chẩm mơ truy nữa, chẩm mơ truy là gì? Đi. Chí múa thua chưa? À, đi bằng phương tiện gì? Tôi chí múa thua chưa truy đúng không? Ừ, hảo. Tiếp theo, thế úa mải là sở mơ và cuối cùng là đã mua những cái gì? Ngoài có phải mua mỗi máu y không? Không đúng không? Mua những cái gì đây? Lẻng chen. Ừ, lẻng chen y phụ này. Y theo chuyến sự khưa. Khứa. À, y xoang xía. Ừ, y xoang xía. Đúng không? Ừ. Y cung tôi sẵn chén. Lẻng bài ủ sứ. Ừ, lẻng bài ủ sứ sư quan huyền tuân đúng không? Hảo, mà y phụ hâu tha chua sở mơ. Sau khi mua quần áo xong thì làm gì? Tha cân bấm nhậu tả thiên hoa. À, kể phấn nhậu tả thiên hoa, cân tha y chỉ truy gì nhỉ? Hứa chiểu. Cân tha y chỉ truy hứa chiểu, hứa chư hổ. À, chư hổ cua. Ông ở Phan Y Ben nhá, dịch cho cô một lần xem nào. Nào, Hồng đâu, Hồng dịch đi. Đi cửa hàng mua quần áo. Ừ. Thế nói mùa đông năm nay rất là lạnh. Ừ, ở đây những cái từ chưa lỉnh dịch là ở đây. Nghe nói là mùa đông ở đây thì rất là lạnh. Và tôi thì làm sao? Tôi chưa có áo. À, đúng rồi, vẫn chưa có áo gì ạ? Máu y là cái áo gì? Áo len. Ờ, áo len. Ừ, tôi vẫn chưa có áo len và muốn gì?
muốn mua một cái. À, muốn đi mua một chiếc. Và Phương Lan nói rằng là Phương Lan nói có một cái cửa hàng đồ đó thì vừa tốt vừa rẻ. Cô nói ngày mai là chủ nhật, chúng ta không phải đi làm đấy đúng không? Không phải đi làm. Thì nhau đi được không? Cùng nhau đi nhé. Phương Lan nói xin lỗi, ngày mai sếp của tôi, ông chủ của tôi về nước. Tôi phải đi ra sân bay đón ông ấy. Đưa ông tiễn. À đây là tiễn hoặc là đưa thì đúng hơn. Tôi phải đi ra sân bay để đưa ông ấy hay tiễn ông ấy. Nên là không thể bạn đi được. Tôi nói không sao, tôi có thể một mình đi. 6 giờ ngày mai xuất phát. Bởi vì từ cửa hàng đến cửa, nhà cái cửa hàng đấy cách đúng không? Lý là cách đấy. Bởi vì cái cửa hàng đấy thì cách nhà của tôi Phú Thay Duyển là sao? Không xa lắm. Vì vậy mà. Vì vậy tôi ngồi xe, tôi đi xe đạp đi. Không phải xe đạp không? Chí múa thua chưa mà. Ở xe máy. Đúng rồi. Vì vậy mà tôi đã lái xe máy đi đúng không? Tôi mua gì? Tôi mua 2 cái áo len, một quần, một đôi giày, tổng cộng hết 2.540.000. Đúng rồi, phải là 2.540.000 nhá. Việt Nam đồng. Và gì nữa? Mua quần áo xong, tôi gọi điện cho bạn tôi, mời anh ấy cùng tôi đi uống rượu và ăn nấu. Uống bia, khí chiều đấy là uống bia, đúng chưa? Rồi, ok, đấy nhá. Thì đấy là nội dung của bài này đúng không? Tiếp theo nào, chúng ta có bài số 3, là một cái bài mà giới thiệu qua về thời tiết đây. Đọc cho cô trước xem nhá. Nào, chị Hà đâu, đọc trước xem ạ. Duyên Lan y nén đậu. Xuân sa tung chiêu. Chiêu tung nhá, đọc lại này. Xuân sa chiêu tung. Xuân sa chiêu tung. Tung sư cơ. Sư cơ chi chía. Sư cơ chi chía. Dậu. Từ Xuân thiên. Đây là Xuân thiên phải hiểu nhá. Xuân thiên chúng. Xuân thiên chúng y duê. Tao san duê. Đây là gì? Tỷ có nghĩa là gì ạ? Cuối nhá. Tao san duê tỷ có nghĩa là cuối. Đúng, từ mua. San duê tỷ. Thiên chi ấm áp là cái gì nhỉ? Loạn khua. Loạn khua. Tráng tráng xa xa chéo ủy. Dấu tén lỏng. Sa thiên, đây là sa thiên. Sa thiên chúng sư duê tao liêu duê ti tỷ liêu duê tỷ tử thiên chi đặc biệt là cái gì đấy thưa bía à, thưa bía thưa bía thưa rưa 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 tọ rưa tọ nhá nhận xét đấy rưa tọ tâu rưa tọ tâu bu sẻng chu mấn là gì ạ? Ra khỏi cửa đấy. Tôi sẵn chú mấn. Tan sư của hấn sĩ hoan sa thiên. In quay in quay khởi hỷ chi. Đây là hải đen. Hải đen là bờ biển đấy nhá. Hải đen. Chi hải đen. Lủy dấu. Có phải lủy dấu không? Đây là dấu dũng nhá. Dấu dũng. Bơi. Dấu dũng. Hải biên dấu dũng. Chiêu thiên chúng chi duê tao chiểu duê tỷ. Thiên chi bu lỏng hải bu lỏng bu lỏng bu dưa hẳn lén khoai hẳn lén khoai dễ hẳn su phụ. Của chơi xỉ hoan. Chiêu thiên tung thiên chúng xứ duê tao xứ ơ duê thiên chi dế thưa bía lỏng của chơi bu xỉ hoan tung thiên yên quay dũng y cản mau sân binh lỷ mân xỉ hoan nạc cơ chi chiếu. Chi chiếu. Chi chiếu. Ok. Chén nào Huyền?
Giê Nam y tiên yếu xuân xa chiêu trung sư thua chi chia xuân thiên chúng y duê tao san duê tỷ thiên chi khẩn loạn loạn qua tráng tráng xa xẻo xẻo dị xẻo dị yếu tiền lặng xa thiên chúng sư duê tao liễu duê tỷ tỷ thiên chi thơ bía rưa rưa tứa rưa tợ rưa tợ đọc là rưa tợ đâu phu sẻng chu mấn an sư của phấn chỉ khoan cha sa thiên y quay thủy truy hải tiên nhớ dụng chiếu thiên chúng chi yue tao chiếu yue tỷ thiên chi pu lẳng pu pu lẳng pu rưa pu rưa pu lẳng pu rưa khấn lẻng khoai nhé khấn cua nhé đọc là loạn cua lẻng khoai chứ ạ à khẩn lẻng khoai ờ tôi tôi xin chị khẩn lẻng khoai nhé khấn su phu của chơi chỉ khoan chiêu thiên tung thiên chúng sư duê tao chứa ơ duê thiên chi nhé thưa bé lỏng của chơi phu phu chỉ khoan tung thiên in quay rúng y cản mau sân tinh mỉ mân nơ mỉ mân chỉ khoan na cưa chi chía nả cưa mỉ mân chỉ khoan nả cưa chi chía đúng không? Dạ, ok bạn khác nào xin mời ai đây nào chị Khánh Ngân đọc được chưa đọc xem thế nào vâng duyên án y nén dầu chuan chiêu tung Xuân xa chiêu tung. Xuân xa. Xuân xa. Xuân xa. Xuân chiêu tung chứ có xa chiêu. Xuân xa chiêu tung đấy ạ nhá. Xuân xa chiêu tung. Ê hình như. Đúng rồi. Sư cơ thi chía. Thi à cô? Vâng ạ. Chi chía đấy ạ. Chi chía là mùa đấy. Đọc lại từ đầu đi xem nào. Duê nán y nén dậu chuân xa chiêu tung sư cưa chi chía nhé. Y nén duê nán y nén dậu chuân xa chiêu tung sư cưa chi chía. Đúng rồi. Chuân thiên. Chuân thiên chúng y duê tao san duê tỷ. Tỷ. San duê tỷ. San duê tỷ. Thiên chi hẳn. Loạn khua. Loạn khua. Chàng chàng phú sao ủy. Chàng chàng xa xáo ủy. Chàng chàng xa xáo ủy. Yếu tiền, yếu tiền lòng. Xa thiên chúng. Xa thiên chúng. Sư duê tao liêu duê tỷ. Thiên chi thư bía rư. Rưa tợ. Tâu phú. Phú xẻ. Phú xẻ. Chú mấn. Tăng sư của hẳn sĩ của hẳn sĩ hoan xa thiên in quay có ý truy hải tiên yếu dụng chiêu thiên chúng chi duyê tao chiều chiều duyê tỷ thiên chi bu lỏng bú rưa lỏng bú rưa hẳn lén khoai dễ hẳn sư phụ của chơi chỉ hoan chiêu thiên tung thiên chúng sứ duê tao sứ ơ duê thiên chi dễ thưa bía lỏng của chơi bút chỉ hoan tung thiên in quay rúng y cản mau sông binh của mân bạc nỉ mân nơ nỉ mân nơ nỉ mân chỉ hoan tâu cưa nả cưa nả cưa chi chi chía nhá thì mình chỉ quan lại cái chi chía được chưa bạn khác nào Hiên lại nữa cô nào duê lán y nén dậu chuân xia chiêu tung tung sư cưa chi chía chuân thiên chúng y duê tao san duê tỷ chim thiên khẩn loạn khua tráng tráng bu xéo ủy nhé đọc lại này thiên chi khấn loạn khua đúng không thiên chi khấn loạn khua tráng tráng bu xéo ủy
有点冷，常常下小雨。夏天 从四月到六月底。今天啊，天气特别热的，都不想出门。但是我很喜欢夏天，因为可以去海边游泳。秋天从七月到九月底，天气不冷不热，很凉快，也很舒服。我最喜欢秋天、冬天。从十月到二十月，天呢？十二月就没二十月呀，到十二月。十二月，天气也特别冷。我最不喜欢冬天，因为容易感冒生病。你们喜欢哪个季节？喜欢哪个季节？好的，rồi bạn nào đây ạ? À, Hùng nào không? Ở Việt Nam một năm có xuân, hạ, thu, đông, bốn cái chi tiết. 春天从一月到三月底，天气很暖和，常常下小雨，有点冷。夏天从四月到六月底，今天特别热，热的都不想出门。但是我很喜欢夏天，因为可以去海边游泳。秋天从七月到九月底，今天不冷不热，很凉快也很舒服。我最喜欢秋天。冬天从十月到十二月，天气也特别冷。我最不喜欢冬天，因为容易感冒生病。你们呢？你们喜欢哪个季节？哪个季节？đúng không? Rồi, Diễm nào? Phan đi ý ra, Diễm dịch cho cô đi xem nào. Việt Nam một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Mùa xuân từ tháng 1 đến cuối tháng 3 thời tiết rất ấm áp, thường có mưa nhỏ. Đúng rồi. Có hơi lạnh một chút. Hơi lạnh một chút. Mùa hè. Mùa hè từ tháng 4 đến cuối tháng 6. Thời tiết đặc biệt nóng ạ. Nóng đến mức đấy, cái từ dưa tợ đây mình hiểu là nóng đến mức là gì ạ? Không muốn gì? Nóng đến mức không muốn bước chân ra khỏi cửa. Không muốn ra khỏi cửa. Không muốn ra khỏi cửa. Nhưng tôi rất thích mùa hạ. Bởi vì có thể đi biển tắm. Đi bơi ạ. Đi biển tắm bơi biển. Hoặc là đi tắm biển đấy nhá. Mùa thu từ tháng 7 đến cuối tháng 9. Thời tiết không lạnh, không nóng, rất mát mẻ. Và cũng rất là thoải mái. Dễ chịu. Dễ chịu. Tôi thích mùa nhất. Thu nhất. Tôi thích nhất là mùa thu. Mùa đông từ tháng 10 đến tháng cuối đến tháng 12. Thời tiết đặc biệt lạnh. Tôi không thích mùa đông. Tôi không thích mùa đông nhất. Bởi vì rất dễ bị cảm cúm, sinh bệnh.
các bạn thì sao? Các bạn thích mùa nào? Được chưa? Rồi, ok. Đấy. Thế là nội dung của cái bài về thời tiết với lại cả sức khỏe nhá, được chưa? À, ok, à, thì đây là bài hôm nay chúng ta tạm thời học đến đây nhá. Một lát nữa cô sẽ gửi cho các bạn các cái câu hỏi đúng không, để chúng ta ôn tập dịch sang, thì buổi sau chúng ta sẽ cùng ôn tập một chút này đúng không, sau đó chúng ta sẽ cùng làm một cái bài kiểm tra nhá, và có thể là sẽ chữa cả cái bài nghe hôm trước nữa, HSK đúng không. Vậy là gói gọn trong 10 cái bài đầu này, đây là toàn bộ các cái kiến thức mà chúng ta có thể nếu mà chúng ta học thuộc hết tất cả các từ mới ấy, đúng không, đấy nhá, là chúng ta có thể thi được HSK 2 rồi đấy. Nên với điều kiện là chúng ta phải thuộc được đúng không, chứ không phải là cứ học hết xong là thi được đâu, vì nếu chúng ta không học thì không làm gì được đấy, nên là phải về nhà ôn lại đi nhá, được chưa. Thế còn từ bài 11 đến bài 15 thì chúng ta sẽ gần như cái đấy, bài 11 đến bài 15 là nó không liên quan nhiều đến kiến thức để thi HSK đâu, mà nó sẽ là gì, liên quan đến các kiến thức thực tế để chúng ta đi làm sau này trong công ty thôi nhá. Đấy, thế còn HSK thì nó sẽ gói gọn ở trong 10 bài đầu này thôi, được chưa nhá. Rồi ok, hôm nay tạm thời các bạn học đây đến đây cho cô nhá. Chai chien. Chai chien, ok. Chai chien, 你们chai chien.